Từ Song Sưng Hơn tới Lee Do-hyun, Lim Ji-jeon đóng phim hay yêu đều gặp nam thần cực phẩm. Lim Ji-jeon đã đóng phim được 9 năm nhưng danh sách phim khá thưa thớt, thể loại tình cảm lại càng ít, số lượng không nhiều nhưng bù lại hầu hết phim của Lim Ji-jeon đều có chất lượng, bạn diễn cặp cũng toàn nam thần xịn sò. Trong phim là thế, ngoài đời, Lim Ji-jeon cũng chọn người yêu cực đỉnh đấy. Lim Ji-jeon đã đóng được 6 bộ điện ảnh, 5 phim truyền hình và 4 web drama, số lượng không hề nhiều so với tuổi nghề của cô nàng. Chính vì đóng phim thưa thớt và thường chọn thể loại khó nhằn, nên mãi tới năm 2023, Lim Ji-jeon mới thực sự gây chú ý lớn với The Glory và vai phản diện Park Jeon-jin. Song, danh sách bạn diễn cặp của Lim Ji-jeon thì không phải dạng vừa ra mắt đã đóng cặp với Song Seung Hun và Park Hyung Sik, tiếp đó là Biren, Chu Chi Hun, Trang Cương Sắc, toàn nam thần đỉnh đám. Lim Ji-jeon ra mắt bằng movie ám ảnh năm 2014, đóng cặp với nam thần Song Seung Hun và vai một cặp đôi yêu đương vụng trộm với rất nhiều cảnh tình cảm táo bạo. Dù Lim Ji-jeon thua Song Seung Hun tới 14 tuổi thì lên phim trông cả hai vẫn rất đẹp đôi. Nhờ màn kết hợp trên cả tuyệt vời với Song Seung Hun mà Lim Ji-jeon đã ám về giải tân binh xuất sắc nhất ở giải Chung Vàng. Bên truyền hình cũng chẳng hề kém cạnh đâu nhé, đóng cặp với mỹ nam Park Hyung Sik trong bộ phim Giới Thượng Lưu hồi năm 2015, Lim Ji-jeon vào vai cô nàng lọ lem phải lòng chàng thiếu gia tài phiệt. Tuy cả hai chưa nhiều kinh nghiệm diễn xuất, lại chỉ là cặp phụ nhưng ngoại hình tương xứng, lại thêm khả năng mô tả cảm xúc nhân vật tinh tế nên họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả. Và dĩ nhiên với màn ra mắt truyền hình thành công này, Lim Ji-jeon cũng đem về loạt giải thưởng tân binh rồi. Đến tác phẩm mới nhất là The Glory, Lim Ji-jeon lại được vây quanh bởi hai nam thần Trương Sơn In và Park Sơn Hun, một người phong độ chững chạc, một người trẻ trung lãng tử, ai cũng đầy sức quyến rũ và đều có phản ứng cực tốt với cô nàng, tạo nên những mối tình thú vị với yêu hận đan xen vô cùng gay cấn. Ai xem The Glory đều thích những màn đối thoại của Lim Ji-jeon với hai anh người yêu này lắm. Nói Lim Ji-jeon là nữ diễn viên số hưởng có lẽ không hề quá lời đâu. Nhìn dàn nam thần từng hợp tác với cô, hỏi ai mà không ngưỡng mộ. Sự nghiệp của Lim Ji-jeon có rất nhiều vai diễn khác nhau, cô nàng không ngại bất cứ loại vai nào, từ thiện tới ác, từ ngoan hiền trung thủy đến gian xảo đa tình. Còn ngoài đời, nữ diễn viên sinh năm 1990 lại rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Đến nay đã 33 tuổi, Lim Ji-jeon chỉ mới trải qua hai mối tình và anh bạn trai nào của cô cũng đều là cực phẩm cả. Năm 2018, Lim Ji-jeon từng công khai yêu đương với anh chàng tên Lee Úc, chủ tịch của một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích bảo tồn thiên nhiên và công tác cứu trợ người tị nạn. Nhìn tính chất công việc của Lim Ji-jeon và Lee Úc là hiểu họ rất bận và làm việc mỗi người một phương, nên mối tình này chỉ kéo dài được 6 tháng vì không có nhiều thời gian dành cho nhau. Sang tới đầu năm 2023, Lim Ji-jeon công khai tình yêu với nam diễn viên Lee Do-hyun. Cả hai nảy sinh tình cảm khi hợp tác đóng The Glory. Qua ảnh dispatch chụp là thấy Lee Do-hyun rất chăm sóc Lim Ji-jeon. Chàng Mỹ nam họ Lee nổi tiếng tốt tính, ấm áp và trưởng thành, chắc chắn là một bạn trai tuyệt vời. Hy vọng tình yêu của cả hai sẽ vững bền. Thực ra, 33 tuổi mới đình đám là hơi muộn với cuộc đời một diễn viên, nhưng sự nghiệp lên, tình duyên đến luôn thì hoàn hảo quá rồi. Chúc Lim Ji-jeon luôn hạnh phúc, đương nhiên là dù yêu đương vui vẻ cũng chăm tái xuất với những vai diễn chất lượng nhé.